cái gì đó rẻ tiền. Nở mà đẩy nở ông to, hôm nay là ông nhập khẩu. Còn đây cái đỏ Đà Lạt kia thì nó rẻ hơn. Đỏ này nó đắt mà, bên kia chúng nó âm toàn không độ làm gì có hoa đâu. Không còn đó. Rồi nói dối không mà con.